Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Thì đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị em, chú bác đã theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh YouTube của Máy Móc Việt Nam Bình Tân trong thời gian qua nha. Như mọi người cũng đã biết, những ngày gần đây ở khu vực mình mưa bão rất là nhiều luôn. Nhất là những anh chị mà nằm ở trong khu vực mà nhiều cây cối thì sau những cái trận mưa bão lũ cây cối đổ ngã rất là nguy hiểm. Và em thấy những khách hàng của em gọi đến và hỏi về máy cưa rất là nhiều. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị em mình ba dòng máy cưa tụi em bán chạy nhất ở cửa hàng nha. Thì ba dòng máy này là sẽ của ba thương hiệu khác nhau. Em sẽ giới thiệu lần lượt từng con máy để anh chị em mình xem công suất hoạt động cũng như là cái cấu trúc bên trong sản phẩm của nó như thế nào để anh chị em mình tham khảo ha. Đầu tiên sẽ là con của thương hiệu trên sao, mã của nó là CX2500. Em sẽ khui thùng để anh chị em mình xem bên trong nó sẽ bao gồm những cái phụ kiện gì đi kèm theo con máy ha. Rồi, thì đầu tiên như những cái sản phẩm khác đi kèm của nó sẽ là sách hướng dẫn sử dụng nha. Một cái lam xích và cái bảo vệ lam. Lam của nó là lam dài 12 inch 30cm nha anh chị. Một cái bình đựng xăng. Một cái phễu để mình rót xăng vào máy ha. Và bao gồm những cái bộ dụng cụ đi kèm để mình tháo lắp máy của mình luôn. Một cái xích lam. Thì như anh chị thấy là cái con này nó khá là đầy đủ phụ kiện cho mình luôn nha. Rồi và cuối cùng là con máy. Như anh chị thấy kết cấu của con máy rất là nhỏ gọn và nhẹ luôn. Thì con máy này chắc tầm 3kg thôi anh chị em mình. Rồi cái màu sắc của nó sẽ là màu đen cam rất là nổi bật luôn. Tay cầm nó sẽ là phủ một cái lớp nhựa chống trơn trượt cho mình. Khi mà mình làm việc, khi mà mình làm một cái thời gian dài mà mồ hôi tay đổ ra hoặc là mình dính nhớt, dính dầu nó sẽ không có bị trơn. Đây sẽ là một cái khóa để mình tháo lọc gió, đóng mở lọc gió để mình vệ sinh anh chị em mình ở đây. Và một cái chốt để mình đóng mở lọc gió. Và đây là cái tay giật, cái cần để mình kéo. Rồi trên đây sẽ là một cái khóa an toàn. Đây sẽ là hai cái nút để mình mở, mình chiết xăng. Ở trên là xăng, ở dưới sẽ là nhớt nha anh chị em mình nha. Và cái con máy này là nó chạy động cơ xăng pha nhớt hai thì. Thì công suất hoạt động của nó sẽ là 1kW. Tốc độ không tải của nó là 3.000 vòng trên 1 phút. Và dung tích xi lanh của nó sẽ là 25.4cc nha anh chị em mình nha. Và tiếp theo em sẽ khui thùng cho anh chị em mình xem cái dòng máy cưa xăng của Hắc Panda nha. Đây là trọn bộ sản phẩm của nó, sẽ được đựng trong một cái túi vải như thế này, rất là lịch sự luôn ha. Bên trong nó sẽ kèm cho mình một cái bao tay, một cái tua vít nhỏ, tua vít dẹp nha anh chị em nha, một cái khóa. Đây sẽ là một cái chụp an toàn ở trước cái lưỡi cưa nha. Và đây là dụng cụ để mài lưỡi. Rồi và cuối cùng sẽ là con máy nha. À khoan, còn nữa nha, còn một cái phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng của thương hiệu Hyundai và một cái bình để mình đựng xăng ha. Rồi cuối cùng sẽ là con máy nha anh chị mình nha. Rồi thì con này nó động cơ của nó sẽ là động cơ 1 HP là một nửa đó nha anh chị em mình nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về cái kết cấu con máy để anh chị em mình nắm rõ ha. Đây sẽ là cái cần để mình đóng mở lọc gió và đây sẽ là cái nút vặn để mình mở cái lọc gió ra để mình vệ sinh ha. Đây sẽ là tay cầm khóa an toàn ha, mình khi mà mình làm á mình sẽ bóp khóa an toàn. Và đây sẽ là cần kéo. Đây sẽ là cái chỗ để mình cho xăng vào để giúp động cơ hoạt động. Và bên đây sẽ là để nhớt. Máy này thì chạy động cơ xăng nhớt hay thì nha anh chị em mình nha. Rồi thì cái con máy này cái dung tích xi lanh của nó sẽ là 52cc, đường kính sẽ là 45m, công suất hoạt động của nó sẽ là 2,2kW, lam bánh xe sẽ dài 18 inch 45 tấc và tích của nó sẽ là 34 mắt nha anh chị em mình nha. Cái con máy này nó sẽ chuyên dụng cho thợ bán chuyên sử dụng tần suất thấp hoặc là phù hợp với sử dụng cho gia đình nha anh chị em mình nha. Rồi thì anh chị em mình trước mặt thấy là con máy màu đỏ rất là đẹp luôn. Và cuối cùng sẽ là con cưa xích bằng xăng của thương hiệu Komatsu nha. Mã của nó là KM5008. Bây giờ em sẽ khui thùng đến chị em mình xem bên trong nó có những gì nha. Và đầu tiên sẽ là một cái lam bánh xe 18 inch dài 5 tấc và mắt tích của nó sẽ là 34 mắt nha anh chị em mình nha. Tiếp theo sẽ là một cái bộ dụng cụ đựng trong một cái túi như thế này. Bộ dụng cụ đi kèm cho nó thì vẫn là một cái tua vít dẹp, một cái khóa, một cái đồ để làm mài xích. Rồi tất cả sẽ đựng trong một cái túi zip như thế này, rất đẹp. Một cái bình đựng xăng, một cái sách hướng dẫn sử dụng. Xích
đi Gài Lam nha anh chị em nha. Rồi và cuối cùng còn có một cái bảo vệ lam nữa. Bảo vệ này rất là dài luôn. Cái bảo vệ này mình có thể sử dụng để mà chụp những cái lam dài cho tính 18 inch luôn nha, từ 12 tới 18 inch luôn. Rồi và tiếp theo cuối cùng sẽ là cái thân máy. Đây, thân máy màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu sơ về những cái bộ phận của con máy để anh chị em mình nắm rõ ha. Đầu tiên sẽ là cái nút vặn để mình vặn mở cái lọc gió ha. Và cái tay cần kéo xích. Phía dưới đây sẽ là nơi để xăng và bên đây là nhớt. Và con máy này nó chạy động cơ xăng pha nhớt hai thì. Thì cái xi lanh của nó sẽ là 25cc, đường kính bích tông là 45mm, công suất là 2,2kW. À hồi nãy em quên giới thiệu một cái chi tiết nữa, đây sẽ là cái tay cầm khóa an toàn ha. Và cái này sẽ là cái nút công tắc để mình đóng mở cái lọc gió. Và bây giờ em sẽ báo giá lần lượt những cái con máy nãy giờ em review cho anh chị em mình nha. Đầu tiên sẽ là con Gensao CX2500. Giá của nó sẽ là 1.350.000. Thì con này nó sẽ bao gồm lam với xích cho mình luôn nha. Thứ hai sẽ là con Hot Panda CS73, giá của nó sẽ là 2.575.000. Thì cái giá này nó sẽ không có bao gồm lam xích cho mình, nó chỉ có thân máy thôi ha. Và con thứ ba là Kamatsu hiệu là KM5800, giá con này sẽ là 1.900.000. Thì nó cũng có bao gồm lam và xích sẵn trong đây cho mình luôn ha. Thì sau khi cùng em tìm hiểu ba mã sản phẩm cô xích ngày hôm nay, anh chị em mình có cảm nghĩ như thế nào hoặc là có góp ý gì thì hãy để lại bình luận cho em biết với nha. Nếu như có nhu cầu mua hàng thì hãy gọi đến số hotline 0906 779 465 hoặc ghé trực tiếp cửa hàng bên em là 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể xem và trải nghiệm sản phẩm nha. Nếu anh chị em mình cảm thấy thích video thì hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi để khi bên em ra những cái video mới hoặc là những chương trình khuyến mãi thì anh chị em mình có thể nắm được và tới ủng hộ em nha. Em xin cảm ơn anh chị em mình đã xem hết video clip. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình ở những video clip tiếp theo nha.